Ông đi lên đằng kia ông ơi, ông. Đọc quyền xin đọc quyền không ạ? Đèn vàng hộ, cặp long, cặp long. Lối vào cửa. Cặp long. Lôi ra, lôi ra. Ôi, làm nào bắt được lối bây giờ. Lôi ra, lôi ra. Ôi, 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 rắn này độc lắm ấy. Ôi, quá. Ôi, thưa hai ông cháu đi đâu ấy? Đèn vàng hộ. Đi thả bò. À, hai ông cháu đi thả bò à? Ừ. Ôi, thế nhìn thấy nó ở đâu ấy? Đằng kia nó chạy lại. À, đâu đằng kia nó chạy lại à? À, đây đâu? Mày không chưa bắt đấy, bắt mà rắn này là rắn độc là thế chắc chưa dẫm vào đâu phải không? Rắn này độc lắm không ạ? Anh em ông mở túi ra đi. Mở túi ra, mở túi để đút vào túi. Chuyên nghiệp thì bắt được thôi. Chúng cháu đang đào cái hang rắn trên kia à, nhưng mà không được. Không có thấy gì, hai ông cháu nhà ông cứ díu ra díu dít ở đây. Không biết là cái gì. Nhìn xuống đây cô nó đang gọi bảo rắn. Không, cho vào đây. Ồ. Nè. Đi độc không chú? Độc lắm loại đấy. Nguy hiểm lắm ấy. Rắn đèn vàng này này. Phải kiếm cái dây ông ạ. Chứ không mà nó thò đầu ra là nguy hiểm đấy. Ông cho tôi mở cái dây đây. Rắn này độc thế à? Độc. Khu này có nhiều rắn không ông? Rất nhiều. À đấy à? Nó đang ngóc đầu đấy. Nhiều rắn lắm. À đấy à? Rồi đây, bây giờ anh em cho đi bắt tiếp, đi tìm. Ông chân bò đây ông có hay gặp không? Thì là gặp liền đi. À đấy à? Nắng đang mưa trong nắng này. Gặp mấy con liền đấy. À đấy à? À, thế thì khả năng khu này có rắn đấy. Ủa, mình đi tìm đi, tìm quanh khu này là khả năng. À, cho tụi. Con này có đấy. Con hồ châu cũng có. À, có cả hồ châu không? Ừ. Hồ châu có hồ mang không? Có cả hồ mang. Đây à, thế thì tìm đi. Ở đây nhiều rắn lắm. Ừ. À, hai ông cháu nhà ông có đi xem bắt rắn không? Đi thì đi. Đây. Đây. Cái chó mà. Khu vực xem ông, xem những cái gốc cây mục ấy. Là nó có hàng ấy. Nó, người ta đốt lương này ấy. Là những cái gốc cây mục này nó hay có này. Đây không? Kiểm tra những cái gốc cây mục này. Xem là có cửa hàng hay không này. Không ạ? À đây, sắc rắn này. Ờ, sắc rắn này ông ạ. Ừ. Đây, sắc rắn này. Ở đây có sắc rắn. Có đấy, khu vực này thế là có đấy. Đây. Thấy không? À ô, sắc rắn gì mà to thế không rắn này ạ? À? À, à, đây. À, đây cửa hàng của nó đây này. Đây. Đây, cửa hàng của nó đây này. Ôi! Ủa, xịt quá. Ông nghe tiếng không? Đúng rồi. Xịt tôi đấy. Đây trong này à? Ôi, ấy, cửa hàng ấy. Đâu, lấy chuỗi nào. Rồi, sắc tệ lắm ông ạ. Thật, tôi kêu quá. Để tôi lấy thóng, tôi đào ra. Có tiếng xịt chốc. Ồ, nó phịch quá, to lắm. Ê, giật mình không, giật mình. Cửa hàng nó đây, để tôi đào ra. Giật mình rồi, quả đấy. Vùng quanh, ấy, vùng quanh nó để còn bắn cái gốc này ra. Ừ. Ê. Ấy. Thấy chưa? Phịt chưa, nghe tiếng phịt chưa? Phịt chốc. Xả hết đống này, bắn này. Ai dạ, bắn được cái gốc ra bắt được nó vì nó nằm trong gốc cây mà. Thì to lắm, bắn ạ. Ồ, đây gì nhỉ? Hàng ở đây rồi. Úi, à rồi. Quả nó ăn sâu dưới kia kìa. Thịt là, thịt là rắn hổ mang thôi. Thịt đấy. Thịt đấy. Nóng đấy. Ai dạ. Đây. Vâng.
Ủa. Ông là ông là nhìn thấy con rắn nào to như con rắn này chưa? Cô mày sao chú mở cái cây ấy? Cây này, cây này mình lấy ra được. Ồ. Còn rắn độc không ạ? Ừ. Hổ mang với cặp long. Cẩn nhé. Đấy, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Ra rồi. Cho ra, cho ra đi. Cho ra thì mới bắt. Nó mới dễ. Ra đi. Cho ra đi. Ấy. Ui ôi. Ôi. Ê. Cho ra đi, cho ra là bắt được. Vâng. Đây, rồi nó thành một cái vinh ở đó đây này. Vâng. Vâng. Ui ôi. Rồi, ra được, làm túi được vui này. Ôi, cho tôi mở cái túi này ông ơi. To nha. Vâng, ông thấy to không? Con này to hơn con đen vàng bữa nãy không? Con này nó không độc bằng nhưng mà nó cũng dạng thuộc loại rắn là cực độc ấy. Nọc độc của nó chạy nhanh lắm, nguy hiểm lắm. Ồ, to thế. Cái tỏ khu này rất nhiều rắn. Đấy, cái xác của nó mà to như thế cơ mà. Đấy luôn cái xác về. Xác của nó rất là to. Ồ. Cái này cũng nó cắn chết rồi. Ồ, rồi. Ui. Ông có lấy không? Không. Ông lấy cho ông con về ngâm rượu. Chịu, chả làm lấy đâu. À đấy à? Không biết làm, sợ cắn. À đấy à, sợ cắn không? Vâng, nếu mà không biết làm thì nguy hiểm lắm không ạ? Không biết làm. Vâng, chúng cháu làm nó quen rồi cho nên là cũng không sao. Cháu biết cách làm. Đi tìm tiếp đây. Để cái chú làm cho tôi về nhá. Vâng, thế hai ông cháu thì ông về nhá. Khi nào mà có rắn thì gọi ông cháu nhá. Cảm ơn nhá. Rồi. Đây, có khu này rất là nhiều nhá. Khu này còn rắn mà. Không thể hết được. Đấy, đây này, đây những cái hốc cây này. Từ trước dụ con người đi tìm rồi đi bắt rồi. Chắc chắn là có. Có hàng này cháu người đi săn thường xuyên. Đây có cái hàng này nhưng mà đây cũng có cái hàng này nhưng mà à tùng mẹ hàng này tùng à. Tùng à, tùng à. Nhìn đẹp quá mà tùng. Đó,